Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 có những nội dung chính như sau. Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung chương trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Huyện Bố Trạch và huyện Minh Hóa tích cực sản xuất lúa hè thu. Nhiều diện tích tôm nuôi ở xã Quảng Châu bị dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 21 tháng 5, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị liên tịch bàn thống nhất nội dung chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2019, kỳ họp thứ 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Sự hội nghị có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Hải Châu, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 dự kiến tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 10 tháng 7 năm 2019 đến ngày 12 tháng 7 năm 2019. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ nghe 26 báo cáo của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo của các cơ quan tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cũng tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh dự kiến sẽ xem xét thông qua 12 nghị quyết và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. Theo kế hoạch, từ ngày 3 tháng 6 đến 7 tháng 6 năm 2019, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp xúc với cử tri để báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm 2019, thông báo nội dung chương trình kế hoạch kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, báo cáo kết quả giải quyết trả lời kiến nghị cử tri của các sở ngành địa phương có liên quan sau kỳ họp thứ 8. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương liên quan tiếp thu giải trình ý kiến kiến nghị trước cử tri. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ 10 là kỳ họp rất quan trọng để Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định nhiều nội dung, đặc biệt là đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh và thông qua nhiều nội dung quan trọng khác. Vì vậy, để chuẩn bị tốt cho kỳ họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu về chuẩn bị các nội dung, rồi là các nghị quyết, các tờ trình mà để trình Hội đồng nhân dân, thì tôi đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành ngay từ bây giờ là phải chuẩn bị thật kỹ, chủ động để sớm hoàn thành các nội dung báo cáo phải có chất lượng. Những vấn đề gì còn có ý kiến khác nhau giữa Ủy ban nhân dân các ngành với các ban của Hội đồng nhân thì tôi đề nghị trong cả quá trình thẩm tra cần phải làm rõ và tháo sự thống nhất. Đề nghị các ban của Hội đồng nhân theo chức năng nhiệm vụ của mình sẽ tiến hành thẩm tra các báo cáo có liên quan của mình đến lĩnh vực mình phụ trách, và đồng thời cũng đề nghị các ba ban của Hội đồng nhân có sự phối hợp chặt chẽ để tiến hành thẩm định những báo cáo mà còn liên quan đến cả ban của Hội đồng nhân về chuẩn bị các báo cáo và thời gian gửi các báo cáo. Thì ở đây tôi đề nghị các chỉ lưu ý mấy điểm thế này: một là ra soát lại các tiêu đề nội dung và tên gọi của các nghị quyết tờ trình các báo cáo và chuẩn bị thật sự chú đáo về các nội dung để như vậy là trình với Hội đồng nhân dân. Đề nghị Sở Tư pháp là thẩm định các dự thảo nghị quyết để trình bày tại kỳ họp để bảo đảm được các quy định của pháp luật về thẩm quyền quy định xây dựng thể chức văn bản và các nội dung theo quy định. Đề nghị văn phòng Hội đồng nhân tỉnh là cần phải tham mưu một cách toàn diện đến tất cả các lĩnh vực về các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết tờ trình của các cơ quan và của các ban Hội đồng nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị tốt công tác tiếp xúc cử tri dự kiến tổ chức vào tháng 6 năm 2019 với tinh thần đổi mới hiệu quả. Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành cần chủ động phối hợp với Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh để đảm bảo hoàn thiện các báo cáo đúng thời gian và chất lượng, cố gắng hoàn thiện trước ngày 1 tháng 7 năm 2019, đồng thời chuẩn bị các công việc liên quan đảm bảo cho sự thành công của kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức phiên họp lần thứ 30. Tại phiên họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận các nội dung sau. 1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Trần Hữu Ninh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh. Qua xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm,
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy Ban dân tộc tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm nâng cao năng lực quản lý chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cấp xã về quản lý thực hiện chương trình dự án trên địa bàn các xã thôn bản đặc biệt khó khăn, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững ở cơ sở. Nhưng với trách nhiệm là phó trưởng ban dân tộc tỉnh, phụ trách chương trình 135, trưởng ban tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, trong 2 năm 2017 và 2018, đồng chí Trần Hữu Ninh đã có những khuyết điểm vi phạm, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, quản lý điều hành và tổ chức thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, thực hiện không hoàn thành kế hoạch tập huấn đề ra, do đó không giải ngân hết nguồn vốn được cấp, giảm thời gian các lớp tập huấn, làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của dự án. Thống nhất lập khống chứng từ để thanh toán chi phí phục vụ các lớp tập huấn do Ban dân tộc tỉnh tổ chức, làm thất thoát ngân sách nhà nước, thiếu kiểm tra, giám sát để phòng dân tộc các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch thực hiện không đúng hợp đồng các lớp tập huấn, lập khống chứng từ đề nghị thanh toán, làm thất thoát ngân sách nhà nước, tạo dư luận không đồng tình trong nội bộ Ban dân tộc tỉnh và một số cán bộ đảng viên. Khuyết điểm vi phạm của đồng chí Trần Hữu Ninh có trách nhiệm của ban tổ chức các lớp tập huấn, trách nhiệm người đứng đầu, chủ tài khoản là đồng chí Đặng Thái Tôn, trưởng ban, trách nhiệm của các đồng chí Trần Quốc Hớn, Chánh Văn phòng, nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và chính sách dân tộc, đồng chí Dương Văn Tuyên, phụ trách kế toán, đồng chí Nguyễn Minh Phương, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và chính sách dân tộc, nguyên Chánh Văn phòng, đồng chí Trần Minh Nhật, chuyên viên phòng kế hoạch tổng hợp và chính sách dân tộc, đồng chí Trần Thị Ngọc Yến, chuyên viên, đồng chí Lê Minh Hoài, nhân viên hợp đồng. Những khuyết điểm vi phạm của đồng chí Trần Hữu Ninh, đồng chí Đặng Thái Tôn, đồng chí Trần Quốc Hớn, đồng chí Dương Văn Tuyên là nghiêm trọng, làm cho nội bộ thiếu đoàn kết thống nhất, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân đến mức phải được kiểm điểm nghiêm túc và xem xét xử lý kỷ luật. Đồng chí Nguyễn Minh Phương, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và đồng chí Trần Thị Ngọc Yến, chuyên viên, cần phải được kiểm điểm nghiêm túc theo quy định của Đảng. Vì những khuyết điểm vi phạm như đã nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí Trần Hữu Ninh, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh, kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật vì những khuyết điểm vi phạm như đã nêu trên. Đồng chí Đặng Thái Tôn, Bí thư Chi bộ, trưởng ban dân tộc tỉnh, kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật vì những khuyết điểm vi phạm. Với trách nhiệm là trưởng ban dân tộc tỉnh, chủ tài khoản, đồng chí Đặng Thái Tôn đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, quản lý dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở để việc tập huấn không hoàn thành kế hoạch đề ra, không giải ngân hết nguồn vốn được cấp và đồng ý giảm thời gian các lớp tập huấn do ban dân tộc tỉnh tổ chức, làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của dự án. Ký thanh quyết toán khống chứng từ chi phí các lớp tập huấn, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Đồng chí Nguyễn Thị Lai, Phó trưởng ban dân tộc tỉnh, với trách nhiệm là phó trưởng ban tổ chức các lớp tập huấn, đã thống nhất giảm thời gian của lớp tập huấn cho người có uy tín là có khuyết điểm, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Ban thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo chi bộ ban dân tộc tỉnh kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Trần Quốc Hớn, Chánh Văn phòng, nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và chính sách dân tộc, ban dân tộc tỉnh vì những khuyết điểm vi phạm. Với trách nhiệm là trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và chính sách dân tộc, thành viên ban tổ chức các lớp tập huấn, trực tiếp tham mưu việc tổ chức thực hiện các lớp tập huấn, nhưng đồng chí Trần Quốc Hớn đã thiếu trách nhiệm tham mưu tổ chức các lớp tập huấn không hoàn thành kế hoạch đề ra. Đề xuất giảm thời gian và thống nhất lập khống chứng từ để thanh toán chi phí các lớp tập huấn do ban dân tộc tỉnh tổ chức, để cả đơn vị cấp huyện thực hiện không đúng hợp đồng tập huấn, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Dương Văn Tuyên, phụ trách kế toán, ban dân tộc tỉnh vì những khuyết điểm vi phạm. Với trách nhiệm là kế toán, thành viên ban tổ chức các lớp tập huấn, đồng chí Dương Văn Tuyên đã thiếu trách nhiệm thống nhất giảm thời gian các lớp tập huấn, làm ảnh hưởng đến chất lượng, mục đích của dự án, tham mưu lập chứng từ và thanh quyết toán khống, làm thất thoát ngân sách nhà nước, nhận tiền chi phí quản lý không đúng quy định. Kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm theo quy định đối với đồng chí Nguyễn Minh Phương, trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và chính sách dân tộc, nguyên Chánh Văn phòng vì những khuyết điểm vi phạm.
Với trách nhiệm là chánh văn phòng, thành viên ban tổ chức các lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Minh Phương đã thống nhất giảm thời gian các lớp tập huấn, làm ảnh hưởng đến chất lượng mục đích của dự án. Ký xác nhận khống giấy đi đường cho một số giảng viên, quản lý lớp để thanh toán tiền công tác phí, tiền ngủ, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm theo quy định đối với đồng chí Trần Thị Ngọc Yến, chi ủy viên, chuyên viên vì những khuyết điểm. Với trách nhiệm là thành viên tổ giúp việc, đồng chí Trần Thị Ngọc Yến đã sử dụng hóa đơn khống tiền gửi công văn và nhận chi phí quản lý không đúng quy định. Lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh kiểm điểm trách nhiệm đối với ban tổ chức các lớp tập huấn do có khuyết điểm vi phạm, thiếu trách nhiệm trong việc quản lý và tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở, thực hiện không hoàn thành kế hoạch đề ra, giảm thời gian các lớp tập huấn, làm ảnh hưởng đến chất lượng mục đích của dự án, tham mưu thanh quyết toán chi phí các lớp tập huấn do ban dân tộc tỉnh tổ chức, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Để phòng dân tộc các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch thực hiện không đúng hợp đồng, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với đồng chí Trần Minh Nhật, chuyên viên phòng kế hoạch tổng hợp và chính sách dân tộc, ban dân tộc tỉnh vì những khuyết điểm vi phạm. Với trách nhiệm là thành viên tổ giúp việc, đồng chí Trần Minh Nhật đã kê thanh toán khống chi phí các lớp tập huấn, làm thất thoát ngân sách nhà nước. Đồng chí Dương Văn Tuyên, phụ trách kế toán ban dân tộc tỉnh có những khuyết điểm vi phạm như đã nêu trên, do vậy đề nghị không bố trí đồng chí Dương Văn Tuyên làm công tác kế toán. Ban thường vụ các huyện ủy Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy căn cứ thông báo kết luận của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy để chỉ đạo các tổ chức đảng có liên quan tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và xem xét xử lý kỷ luật đối với 6 cá nhân. Kiểm điểm nghiêm túc theo các quy định của Đảng đối với 14 cá nhân có khuyết điểm vi phạm qua kiểm tra. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu phòng dân tộc các huyện Minh Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thủy, văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Trạch thực hiện nghiêm túc thông báo kết luận của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy. Về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Qua kiểm tra, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Đồng thời, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy yêu cầu Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh căn cứ thông báo kết luận của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy để có biện pháp khắc phục, kịp thời chấn chỉnh nhằm thực hiện có chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ đơn vị trong sạch vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 21 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh dự và chỉ đạo đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Minh Hóa đã tăng cường tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân phát huy dân chủ, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa đã vận động kêu gọi được hơn 309 tỷ đồng để xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh và chỉnh trang đô thị gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ hơn 20.000 cây giống và 1.350 con giống các loại để tạo sinh kế cho đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Vận động được trên 1,2 tỷ đồng quỹ vì người nghèo và trên 45 tỷ đồng cho quỹ cứu trợ. Đã xây dựng được 108 ngôi nhà đại đoàn kết, sửa chữa hàng trăm nhà ở cho hộ nghèo. Hỗ trợ hơn 3.200 hộ phát triển sản xuất, thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội khác. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhấn mạnh, các đại biểu cần tập trung phân tích rõ những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra nguyên nhân và đề ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời, đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp huyện Minh Hóa cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và tích cực tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.
tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Tăng cường nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội, đặc biệt là ở các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, để phối hợp với cấp ủy, chính quyền, kịp thời xử lý, giải quyết nhằm đảm bảo sự ổn định và tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng lưu ý, mặt trận các cấp huyện Minh Hóa cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 59 vị là thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa khóa 19 và cử 18 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình khóa 13. Nhiệm kỳ 2019-2024, ông Nguyễn Cảnh Tuấn được đại hội tín nhiệm tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa nhiệm kỳ 2019-2024. Trước đó, hôm qua ngày 20 tháng 5, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đến thăm và làm việc tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa. Thanh Hóa là xã biên giới vùng cao của huyện Tuyên Hóa, có tổng diện tích tự nhiên hơn 13,4 ngàn hecta, dân số 1.889 hộ, 6.902 khẩu. Trong đó có cả đồng bào dân tộc ít người và đồng bào theo đạo Thiên Chúa. Đời sống của người dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 26,68%. 4 tháng đầu năm 2019, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được xã Thanh Hóa lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là công tác phát triển sản xuất, chăm lo đời sống cho nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm đúng mức. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 13/19 tiêu chí. Trong năm 2019, phần đầu đạt thêm một tiêu chí. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chia sẻ với những khó khăn mang tính đặc thù của xã, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị xã Thanh Hóa cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quan tâm đến công tác dân tộc, tôn giáo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhất trí hỗ trợ một phần kinh phí để xã thực hiện một số hạng mục an sinh xã hội trên địa bàn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi quyết định số 1574 của Tỉnh ủy Quảng Bình về việc thành lập tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ điều lệ Đảng, căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, quy định số 01/QĐ-TU ngày 1 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Căn cứ chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại tờ trình số 563/TTG-BT-CTU ngày 22 tháng 3 năm 2019 về thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội 17 của Đảng bộ tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định điều 1, thành lập tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm các đồng chí có tên sau. 1. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng tiểu ban. 2. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng tiểu ban. 3. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh. 4. Đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 5. Đồng chí Phan Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. 6. Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. 7. Đồng chí Hoàng Minh Đề, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. 8. Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. 9. Đồng chí Nguyễn Đức Cương, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế. 10. Đồng chí Nguyễn Trân Quang, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 11. Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 12. Đồng chí Hoàng Đình Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn của tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. 1.
Tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phục vụ đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025, trình ban thường vụ tỉnh ủy xem xét cho ý kiến, triển khai công tác bảo đảm phục vụ đại hội và bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. 2. Tiểu ban có bộ phận giúp việc, nhân sự, tổ giúp việc do tiểu ban xem xét, quyết định. Điều 3. Văn phòng tỉnh ủy, các ban tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Hoàng Đăng Quang. Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh ủy Quảng Bình, số 1575 QĐTU, Quảng Bình ngày 6 tháng 5 năm 2019, quyết định về việc thành lập tiểu ban tuyên truyền đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ điều lệ Đảng, căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, quy định số 01 QĐTU ngày 1 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Căn cứ chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, xét đề nghị của Ban Tổ chức tỉnh ủy tại tờ trình số 563/TTG-BT-CTU ngày 22 tháng 3 năm 2019 về việc thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội 17 của Đảng bộ tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định điều 1, thành lập tiểu ban tuyên truyền đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm cả đồng chí có tên sau. 1. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng tiểu ban. 2. Đồng chí Cao Văn Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng tiểu ban. 3. Đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng tiểu ban. 4. Đồng chí Trần Vũ Khiêm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. 5. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh. 6. Đồng chí Hoàng Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông. 7. Đồng chí Hoàng Hữu Thái, Tổng biên tập Báo Quảng Bình. 8. Đồng chí Lê Khánh Hoa, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. 9. Đồng chí Hoàng Đình Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới. Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn của tiểu ban tuyên truyền. 1. Tiểu ban tuyên truyền có nhiệm vụ chuẩn bị và triển khai thực hiện công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. 2. Tiểu ban có bộ phận giúp việc, nhân sự, tổ giúp việc do tiểu ban xem xét, quyết định. Điều 3. Văn phòng tỉnh ủy, các ban tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Hoàng Đăng Quang. Đảng Cộng sản Việt Nam, tỉnh ủy Quảng Bình, số 1577 QĐTU, Quảng Bình ngày 6 tháng 5 năm 2019, quyết định về việc thành lập tiểu ban nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Căn cứ điều lệ Đảng, căn cứ quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2015-2020, quy định số 01 QĐTU ngày 1 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Căn cứ chương trình công tác năm 2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, xét đề nghị của Ban Tổ chức tỉnh ủy tại tờ trình số 563/TTG-BT-CTU ngày 22 tháng 3 năm 2019 về thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội 17 của Đảng bộ tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định điều 1, thành lập tiểu ban nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm cả đồng chí có tên sau. 1. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng tiểu ban. 2. Đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Phó Trưởng tiểu ban. 3. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng tiểu ban. 4. Đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy. 5. Đồng chí Đinh Công Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy,
chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Điều 2, nhiệm vụ quyền hạn của Tiểu ban Nhân sự. 1. Tiểu ban Nhân sự có nhiệm vụ giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy và các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng phương hướng công tác nhân sự, thực hiện quy trình công tác nhân sự cấp ủy, đề xuất các phương án nhân sự, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025. 2. Tiểu ban Nhân sự có tổ giúp việc, nhân sự tổ giúp việc do tiểu ban xem xét quyết định. Điều 3. Văn phòng Tỉnh ủy, các ban Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo các cơ quan đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư Hoàng Đăng Quang. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Huyện Bố Trạch và huyện Minh Hóa tích cực sản xuất lúa hè thu. Nhiều diện tích tôm nuôi ở xã Quảng Châu bị dịch bệnh. Trong những ngày này, bà con nông dân huyện Bố Trạch đang tích cực ra đồng xuống giống vụ hè thu. Vụ hè thu này, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Bố Trạch dự kiến gieo cấy trên 3.000 hectare lúa với các giống lúa chủ lực như HT1, PC6, Xuân Mai. Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung nhân lực, phương tiện ra đồng triển khai xuống giống đúng khung lịch thời vụ đã đề ra. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo trồng được khoảng 30% diện tích. Trước đó, huyện Bố Trạch cũng đã chỉ đạo các địa phương tích cực hướng dẫn người dân gia cố, sửa chữa lại hệ thống giao thông canh mương thủy lợi nội đồng, đảm bảo tốt cho công tác chống hạn để quá trình xuống giống diễn ra thuận lợi. Để đảm bảo lịch thời vụ, trong những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện Minh Hóa đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa vụ hè thu. Vụ hè thu năm nay, huyện Minh Hóa gieo cấy 473 hecta lúa với các giống lúa chủ lực gồm PC6, HT1. Đây là những giống lúa ngắn ngày, năng suất cao, phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương. Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang tập trung nhân lực, phương tiện ra đồng triển khai xuống giống đúng lịch thời vụ đề ra. Đến thời điểm này, toàn huyện đã gieo được khoảng 30% diện tích. Trước đó, ngay sau khi thu hoạch lúa đông xuân, huyện Minh Hóa chỉ đạo các địa phương tiến hành tu sửa, nạo vét canh mương để quá trình xuống giống diễn ra thuận lợi, đảm bảo tốt công tác chống hạn. Đặc biệt làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng để diệt các mầm mống sâu bệnh, hạn chế các dịch bệnh bùng phát trên cây lúa, phấn đấu giành một vụ sản xuất thắng lợi ngay từ đầu vụ. Dự kiến trước ngày 15 tháng 6, nông dân huyện Minh Hóa sẽ hoàn thành việc gieo cấy lúa hè thu theo kế hoạch. Do diễn biến phức tạp của thời tiết, nhiều diện tích nuôi tôm của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Sản xuất Kinh doanh Trung Minh, xã Quảng Châu, huyện Quảng Trạch đã bị dịch bệnh đốm trắng. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, những năm qua, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp và Sản xuất Kinh doanh Trung Minh, xã Quảng Châu đã vận động xã viên phát triển nghề nuôi tôm thẻ chân trắng. Các xã viên luôn duy trì thả nuôi mỗi năm nuôi 2 vụ, cho thu nhập trên 100 triệu đồng một hồ một năm. Thế nhưng trong vụ nuôi tôm năm nay, do diễn biến phức tạp của thời tiết, nguồn nước sông Ròn bị ô nhiễm, nên nhiều diện tích tôm nuôi của bà con đã bị dịch bệnh đốm trắng. Nhiều hộ dân đang rơi vào tình cảnh trắng tay. Hiện tại đã có 8 hộ với diện tích là 16.000 m2 đã bị nhiễm. Tôm chết thì tỷ lệ là 100%. Với tinh thần đó thì để khắc phục cái mùa tới thì nhờ sự hỗ trợ của các cấp, nhất là về phía kỹ thuật và huyện của tỉnh, cũng nhờ sự hỗ trợ các cái chất để xử lý hồ, nhất là chlorine cũng như các thuốc dập dịch trước khi để tiếp tục thả giống và khắc phục cái hậu quả thiên tai để nhằm đạt được cái mùa bội thu tới. Đây là hồ tôm của ông Đàm Công Tình ở thôn Trung Minh, xã Quảng Châu. Trên diện tích 4.500 m2, ông đã thả nuôi khoảng 135.000 con tôm giống. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt, sau hơn 2 tháng nuôi và chăm sóc, toàn bộ số tôm của ông Tình đã bị dịch bệnh, buộc ông phải xả bỏ toàn bộ, hiện đang bỏ trống hồ. Còn đây là diện tích hồ tôm của ông Đàm Xuân Đạt. Ngay từ đầu vụ, ông Đạt đã đầu tư trên 70 triệu đồng để cải tạo, kiên cố lại hệ thống ao hồ, xử lý vệ sinh môi trường, chuẩn bị thả nuôi con giống. Thế nhưng, do hồ tôm của các hồ liên kề bị dịch bệnh, nên 3 hồ của ông Đạt không dám thả con giống, vẫn đang phải bỏ trống. Một số bà con
thuốc men họ phòng trừ, nhưng mà rồi nó đến cái ngày giống mưa giống nó chết. Nên tôi cũng mong sao ấy, là cấp trên là có bên cái bể chỗ mà nuôi trồng thủy sản ấy, là có cái thuốc cái gì, có biện pháp gì để mà làm xử lý cái hết cái dịch bệnh để bà con yên tâm nuôi. Giờ hiện nay một số hồ là nước ngoài sông là không dám bơm, mà nước ngọt vẫn lấy không được, nên khó khăn cái chỗ ấy. Vụ nuôi tôm năm 2019, xã Quảng Châu đưa vào thả nuôi khoảng 20 ha. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cho số diện tích còn lại, các hộ dân đang tích cực triển khai các giải pháp khoan giếng để lấy nguồn nước sạch, lắp đặt các đường ống lấy nước từ hệ thống thủy lợi vào hồ, xử lý ao hồ dịch bệnh bằng thủ hóa chất sát trùng chlorin nhằm ngăn chặn các ổ dịch bệnh mới phát sinh, hạn chế lây lan ra diện rộng. Mặc dù ngân sách của địa phương đang gặp khó khăn, nhưng mà rút kinh nghiệm trong những năm trước, và thứ hai nữa thì động viên kịp thời cho bà con sản xuất, thì ngân sách của xã đã trích 50 triệu để hỗ trợ cho bà con nhân dân xử lý môi trường. Đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân, mặt trận các đoàn thể cũng đã vào cuộc làm nào tuyên truyền vận động cho bà con nhân dân coi như là tập trung để coi như là vừa xử lý môi trường, vừa là trong công tác chăn nuôi nó đạt cái kết quả của năm 2019. Hiện nay tình hình thời tiết nắng nóng vẫn còn gay gắt, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá cao. Cùng với sự xuất hiện của những cơn mưa rào trái mùa nên ảnh hưởng rất lớn đến sức đề kháng của tôm nuôi, đồng thời rất thuận lợi cho các loài mầm bệnh phát triển. Nguy cơ xảy ra dịch bệnh và lây lan dịch bệnh trong thời gian tới là rất cao. Các ban ngành chức năng cần bám sát cơ sở, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, kịp thời phát hiện, giúp bà con nông dân triển khai các biện pháp xử lý dịch bệnh hiệu quả, không để lây lan ra diện rộng. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm 21 ngày 22 tháng 5 năm 2019, khu vực thị trấn Đồng Lê mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày hửng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày hửng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày hửng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 80 đến 97%. Khu vực Phong Nha mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày hửng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 85 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày hửng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 80 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày hửng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 78 đến 96%. Khu vực thị trấn Quán Hầu mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày hửng nắng, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 80 đến 96%. Khu vực thị trấn Kiến Giang mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 78 đến 96%. Dự báo thời tiết biển, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4 cấp 5, độ cao sóng từ 0,5 đến 1,5 m, biển bình thường. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 5 năm 2019, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%.